khuya 26 tháng 2, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai để điều tra vụ xe ô tô tông văng hai xe máy làm 5 người bị thương. Sau tai nạn, ô tô bỏ chạy rồi sau đó quay lại hiện trường trình diện. Khoảng 22 giờ 24 phút, chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng chạy trên đường thống nhất hướng từ đường Đặng Văn Bi đi Võ Văn Ngân. Khi đến giao lộ với đường Einstein thuộc phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thì va chạm với hai chiếc xe máy chạy song song đang băng qua ngã tư. Cú tông mạnh đã hớt 5 người và hai chiếc xe máy văng về trước làm các nạn nhân bất động. Đáng nói sau tai nạn, chiếc ô tô rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, trong đó có hai nam thanh niên bị nặng. Ba cô gái đi chung hiện sức khỏe đã ổn. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm phương tiện sau đó một người đàn ông lái chiếc ô tô này tới hiện trường trình diện và nhận mình là tài xế điều khiển lúc tai nạn tuy nhiên qua trích xuất camera sau tai nạn chiếc ô tô này chạy tới đường khổng tử rồi dừng lại tài xế xuống xe là một người đàn ông tóc đen đeo kính còn người tới trình diện lại là đầu trọc hiện công an đang xác minh để làm rõ